Cậu đang bầu bí thế này, đi bộ liệu có tiện không? Không sao, gần nhà mình rồi mà. Với lại mình muốn qua tiệm bánh để mua chiếc bánh ngọt. Hôm nay là sinh nhật Minh Châu, mình muốn hai bố con bất ngờ. Đấy cũng chính là lý do để cậu cố về sớm đúng không? Ừ thì ưu tiên gia đình, chồng con là quan trọng nhất. Cảm ơn cậu. Cậu về cẩn thận nhé. Anh Đạt, anh Đạt. Chào chị đây. Cảm ơn em nhé. Không gì đâu chị. Đi theo. Thế nào? Anh xuống sân rồi đó. Ôi anh. Hả? Sao em làm gì? Xúi quẩy lắm. Mà anh chẳng nói với em là mình phải tranh thủ với nhau, vì ngày mai vợ anh về rồi còn gì. Cũng đúng nhở. Trời ơi. Cô bị chấn thương phần mềm vài chỗ. Rất tiếc là chúng tôi không giữ được đứa bé. Đứa bé là một bé trai. Cố gắng nghỉ ngơi em nhé. Các bạn hỏi tôi về bí quyết giữ lửa gia đình thì đúng là làm khó cho tôi. Người ta thường nói đàn ông sợ bước nhầm đường, phụ nữ sợ gả nhầm người. Tôi không biết đi về phía tôi chồng tôi có nhầm đường hay không. Nhưng tôi thì biết tôi đã không lấy nhầm người. Không ai nắm chặt tay từ sáng đến tối, huống hồ là cuộc hôn nhân đã gắn kết chúng tôi hết cả đời người. Nhưng điều may mắn nhất là trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi đã luôn lựa chọn nhau. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bà. Vậy còn ông, nếu có điều gì để nói về người đã luôn kề vai sát cánh với ông trong suốt những năm qua thì ông sẽ nói gì ạ? Đó là sự biết ơn. Tôi biết ơn vợ tôi đã sinh cho tôi hai cô con gái, những thiên thần tuyệt vời của tôi. Tôi biết ơn cả sự bao dung nữa. Anh xin lỗi. Tại vì ngày hôm qua anh đã lu bu nhiều việc quá. Khi tôi nhìn thấy anh và cô nhân tình tay trong tay, cũng là lúc đứa bé không còn. Anh đối với tôi như thế, anh muốn tôi phải đáp lại thế nào? Tôi vốn biết làm dâu nhờ giàu không dễ. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, đủ kiên nhẫn để làm vợ một người đàn ông phản bội mới khó. Tôi luôn coi vợ tôi là nội tướng trong nhà. Vì vậy, cuộc đời tôi nếu như không có cô ấy, tôi cũng không có được như ngày hôm nay. cả tập đoàn Cao Dược nữa. Nếu như không có cô ấy, sẽ khó có thể phát triển được như ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, với hai cô con gái thì điều mà ông hy vọng nhất ở họ là gì ạ? Tôi hy vọng chúng học hỏi được nhiều từ vợ tôi. Mạnh mẽ đúng lúc, yếu đuối khi cần, có đầy đủ năng lực để mọi người tin tưởng, mến yêu. Nói thật, tôi thực sự ngưỡng mộ vợ mình. Tiếc thật, nếu như ngày đấy chị Cúc không bị sảy thai thì bây giờ chủ tịch đã có đích tôn để mà kế nghiệp. Cao Dược bây giờ đã lớn mạnh rất nhiều. Nói gì thì nói, Minh Châu với Minh Ngọc dù sao cũng là phận nữ nhi, cháu sợ càng đáng không nổi. Có về công ty không? Tôi có hẹn với đối tác bàn về chuyện xúc tiến nhà máy ở miền Nam. Lúc tôi đề xuất mua miếng đất đấy, cô phản ứng dữ lắm cơ mà. Cục diện anh đã bày ra thì tôi đành phải đi dọn thôi. Anh về mà xem lại cái bản báo cáo tài chính quý vừa rồi của anh xem thế nào, sau 3 cái chữ ký của anh. Thế chào cô chú ạ. Chú có về luôn với cô không ạ? Tự đến được thì tự về được. Cháu chào chú. Tự dưng anh chị lên tivi ầm ĩ gì thế? Dạ, có gì đâu ạ. Việc ấy nó nằm trong chuỗi sự kiện truyền thông để kỷ niệm ngày thành lập Cao Dược. Cô có nhờ con, và con cũng cố gắng thu xếp thời gian. Những chuyện liên quan tới việc xây dựng thương hiệu, Cúc nó đã làm tốt rồi. Anh cứ nghe nó là được. Dạ vâng ạ. Bao nhiêu năm nay con vẫn nghe đấy chứ ạ. Thậm chí một việc nhỏ bằng cái móng tay thôi, con vẫn phải chờ để cô ấy ký nháy đấy chứ. Anh ấm ức mà làm gì? Người gánh vác, người ta có cái khổ của người gánh vác. Dạ vâng ạ, con biết ạ. Người không được tin tưởng cũng có cái khổ của người không được tin tưởng bố ạ. Tôi mà tin tưởng anh thì cái Cao Dược này nát từ lâu rồi. Đấy, tự quyết mấy dự án có ra gì không? Và quý vừa rồi thiệt hại thế nào anh có biết không? Nhưng thôi, tôi không nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm nay tôi gọi anh đến là để nói về chuyện khác. Sắp đến lễ mừng thọ, ngày mà tôi sắp xuống lỗ không còn bao xa, cho nên câu chuyện người kế nghiệp là không thể không nhắc tới.